Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, thợ săn kho báu. Tình hình là trước giờ, mình đang sống ở trên một cái tổ rồng luôn mà mình mới phát hiện thôi. Ở dưới này, kìa, đó chính là khói xung quanh cái tổ rồng chứ gì nữa. Vậy mà trước giờ mình mới phát hiện ra, mà cũng hên là con rồng nó chưa có thức tỉnh rồi nó bay lên, nó phá cái căn nhà của mình ấy. Để trừ luôn cái mối nguy hiểm tiềm tàng này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xử lý con rồng này trong ngày hôm nay ha. Để trước khi nó phát hiện ra mình đã sống trên đầu nó rồi nó phá nhà mình. Công việc đầu tiên là uống thuốc kháng lửa trước nè. Sau đó mặc full giáp vô và tấn công con rồng này thôi. Tấn công lẹ nha. Ừ, ngươi phun lửa đi. Ui, nó phun lửa đâu vậy? Ui da. Ui, con rồng này phun lửa đâu quá. Không ổn rồi. Không ổn tí nào. Ui, nó mạnh vậy. Chạy trốn một xíu. Ui, nó hơi mạnh nha. Ui, nó đang tìm cách đi lên. Mình sẽ không cho nó đi lên đâu. Nó mà lên được là nó phá nhà mình. Rồi. Oh my god. Chút xíu nữa thôi là mình đã bại trận trước con rồng lửa này rồi. Mặc dù là mình đã uống thuốc kháng lửa rồi đó nha. Nhưng mà cái hơi thở lửa của nó rất là mạnh luôn. Nguy hiểm thiệt sự chứ. Nhưng mà không sao. Mọi sự nguy hiểm đều đã kiểu ok hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ múc thêm. Ôi, mình có một lọ hả ta. Mình sẽ vô nhà để mình lấy thêm một cái lọ thủy tinh nữa ha. Một lọ thôi. Tổng cộng là hai lọ vì mình cần để làm những cái lọ máu rồng ấy. Mình sẽ lấy máu rồng ha. Phục vụ vào công việc luyện thép rồng của mình trong ngày hôm nay thôi. Đây, trở lại tổ rồng nè. Sau đó chúng ta sẽ lấy thêm nha. Wow, và con rồng này là có vẻ cấp cao á. Nên nó cho mình rất là nhiều vảy luôn. Đằng kia còn nữa cơ. Lấy nốt nha. Ê! Mình lấy được có một lọ à. Hết máu rồi, con rồng hết máu rồi. Su cà na vậy. Thôi không sao, có được một lọ máu rồng cũng ok rồi. Một xíu mình chịu khó mình đi săn thêm ha. Tiếp theo là mình cần phải lấy quyển sách chuyên về cái luyện rồng ha. Đây, quyển sách đã được học rất là nhiều rồi. Với quyển sách này thì mình sẽ có được kiến thức về lò luyện rồng nè. Mình sẽ xem số lượng coi. Mình sẽ cần có ít nhất là 8 khối xương rồng ha. Ok, giờ về nhà làm từ từ đi. 8 khối nha. Rồi, có 8 khối xương rồng rồi nè. Tiếp theo, mình sẽ cần có ở đây là 4 đúng không? 4 nè. À không, 5 chứ. 5, 10, 13, 16, 17. 17 khối gạch rồng. Gạch rồng thì mình sẽ cần có gạch thường trước cái đã. Mình sẽ làm nhiều nhiều gạch trước nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm thành những cái vảy rồng á, mình phải nén là thành những cái khối nữa cơ. Sẽ nén lại thành khối trước rồi đó. Rồi hết vảy rồi nè. Mình sẽ chế tạo đến khi nào mà hết sạch sành xanh thì thôi. Mỗi thứ thì mình cũng có một ít á, nên cũng khá là thoải mái ha. Rồi. Rồng vảy rồng xám không biết mình còn không đây. À cũng còn. Vậy là cũng được một mớ rồi. Giờ thì làm gạch rồng thôi. Hồi nãy là cần 17 khối đúng không? 10 nè. 16 luôn rồi. 20. 20 là cũng dư ra được một ít rồi đó. Ôi nhưng mà khoan. Nó cần phải có thêm. Ở đây là coi 1, 2, 3, 4. 4 nè. Ở đây 8 nữa là 12. 12 khối gạch để chúng ta làm cái bộ phận, cái nhân với cái chỗ để mình luyện nữa nè. Ui, căng đét rồi. Mình sẽ cần phải có một cái Dragon Abertour nè. Rồi luôn, chứ này là mình nghi là thiếu rồi đó. Với lại một cái Dragon Core nữa. Rồi luôn. Đủ không đây? Ủa? Ủa, có vẻ vẫn đủ, vẫn đủ. Ý, vậy thì tốt quá. Giờ thì dường như mình đã đủ nguyên vật liệu để chúng ta làm ra được một cái lò luyện rồng rồi. Công việc còn lại của mình là ra ngoài và xây thôi.
Yay. Và cái lò luyện rồng này thì tốt nhất mình nên đặt xa nhà mình một tí nha. Kẻo rồng mình phun lửa nó bén vô cái nhà mình là còn cái nịt luôn á. Giờ thì bắt đầu xây thôi. Cái tầng đầu tiên thì mình sẽ xây nó theo cái hình giống như vậy ha. Bao gồm 4 khối xương ở 4 góc nè. Rồi. Tiếp theo là những cái gạch rồng. Giống như vậy. Rồi tầng thứ hai thì mình sẽ có một cái aperture ở phía trước nè. Cái này là cái để rồng có thể phun lửa vào. Đây. Rồi cho cái nhân vào nha. Tiếp theo là ốp hết bằng gạch rồng thôi. Và tầng trên cùng thì xây giống tầng ở phía dưới ha. Giống như vậy. Còn dư luôn kìa. Tính ra là nhờ mình săn cái con rồng vừa rồi mới đủ ấy chứ. Đó, giờ thì chúng ta đã có thể kích hoạt lên rồi. Nhưng mà tiếc thay là mình đã hết máu rồng rồi. Mình có đúng một lọ thôi. Chắc mình phải đi săn thêm rồng để chúng ta lấy máu rồng ấy. Thì mới đủ máu rồng và luyện ra thép rồng trong ngày hôm nay được. Ê, bức tượng gì ta? Lạ nha. Ở đây nó có bức tượng gì này? Man. Đây là bức tượng... Ui, nó đặt ruột. What the heck, nó lừa mình. Đó là nguyên cục đá, nguyên khối đấy. What? Necromancer? Really? Ở đây á? Ở đây có chỗ của mấy tên... À không, đây là chỗ của mấy tên pháp sư. Ủa? Goblin rồi, không phải là... Của tên pháp sư. Nè, người lùn nè. Ui, mấy anh Goblin này hung dữ nha. Gì vậy? Hung dữ vậy? Ôi dạ, còn có mấy con Phantom nữa. Phantom nè. Đây là căn cứ của mấy thanh niên Goblin. Trời, cầm cung bắn mình nữa. Hung hăng nha. Wow. Còn có cửa đồ các thứ nè. Ui, chạy nhanh vậy. Nhỏ nhỏ mà chạy nhanh lắm nha. Ủa, cái cửa này mở sao? Ủa, cửa này mở sao vậy? Có công tắc không nhở? Ôi, không có công tắc là tôi trèo vô nha. À thôi, mình tự mở cửa đi. Tự mở cửa đi vô luôn. Ui. Nhưng mà đừng có thấy nhỏ nhỏ gì mà ý y nha. Cực kỳ mạnh đấy. Đó, có bắn mình kìa. Ui, Jesus. Đâu ra thanh niên người khổng lồ ấy. Trong đám goblin nhỏ thì có một con thanh niên goblin rất là to luôn. Ui, căng rồi. Đi ra chỗ khác đi, mấy con phantom này. Ui, sao mạnh vậy? Ôi không. Mình cần phải hồi phục lại. Đúng là bây giờ con nào cũng mạnh hết. Càng ngày càng khó ấy. Ui, sao thanh niên này trâu ấy, nhờ mình đánh nó giờ không xin nhê. Rồi, chết rồi nè. Wow, thanh niên goblin khổng lồ đó, hơi bị mạnh luôn. Còn đâu nữa không? Số lượng của goblin trong cái lâu đài này rất là đông ha. Giờ chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu và khám phá. Đây còn nữa nè. Giấu đồ chứ gì. Sao mà giấu được? Ây da. Lại giấu rương nữa nè. Ôi. Cái gì? Trời. Có một thanh niên núp sau cái rương à. Ồ đây. Đây là vua Goblin. À chạy hả? Chạy gì đâu? Chạy đi đâu? Vua Goblin. Vua Goblin nè. Mình thủ tiêu vua Goblin luôn. Và mình có được cái vương miện. Ôi. Bây giờ mình là vua Goblin mới rồi. Tuy nhiên mình hơi giống con nhím một xíu thôi. Được nha. Vua Goblin tự nạp mạng cho mình luôn mà. Rồi, ở dưới này còn giấu đồ gì không?
Mình nghĩ là sẽ còn đó. À, có cầu thang đi lên nè. Đây là tầng 2 á. Uầy, cái lâu đài này tính ra cũng to phết. Ồ, còn có phòng giấu khoáng sản nè. À, xin luôn nha. Ồ, mình được cái thanh tủ gì á? Goblin Slayer. Wow. À, tức là tiêu diệt tất cả các hình dạng của Goblin luôn á. Wow, một thanh tủ cũng khá là hay đó. Mình sẽ bắn con Phantom này. Cứ lâu lâu xuống gình gình mổ mổ mình hoài. Rồi đây là chính là cái vương miện. À không, cái ghế chứ. Cái ghế của vua Goblin nè. Bây giờ mình sẽ chiếm chỗ này rồi chúng ta làm tấm ảnh selfie ha. Vị vua Goblin mới nha. Quá là đã luôn. Rồi, như vậy thì chúng ta đã khám phá xong cái công trình này rồi. Cũng khá là căng đấy chứ. Mình mà không chạy kịp thì chắc hồi nãy là mình đi sớm rồi. Và ngoài ra thì cái con người khổng lồ hồi nãy còn cho mình một cái răng nanh. Cái răng nanh đó có công dụng là giúp mình chế tạo ra lọ thuốc. Có thêm 3 trái tim. Ôi, cái răng nanh mà nấu được thuốc xịn vậy. Quá là tốt luôn ấy chứ. Cái này không phải mình cố tình đâu, nhưng mà tại nãy mình bị lát á. Cái mình thấy dưới này nó có cái rương kho báu hay sao nè. Đúng không vậy? Ơ, thiệt nè. Công nhận máy lát cũng có cái lợi á. Ồ, đi đào kho báu mà không cần bản đồ kho báu, vậy nó mới chiến. Được một cái áo choàng nè, trái tim biển cả. À, một thanh gươm nhưng mà ở phần đầu nó có cái lưỡi rìu. Wow, còn có cỏ nữa nè. Uầy, cỏ này mình hít được không? Ê, cỏ này mình có thể tạo ra cừu. Wow, cừu tốc độ. Wow, mình có thể kêu cừu đi theo mình ha. Ồ, cừu siêu tốc độ nha. Cũng được ấy chứ. Tối đa là mình có thể triệu hồi ra được 64 bé cừu. Còn cái này thì sao nhờ? Nè, cái này là mới nhặt được trong cái rương nè. Cũng khá là ok la đấy chứ. Ừ, đây rồi. Thời tới em rồng ơi. Chiến thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với con rồng này. Để lấy vảy của nó. À không, lấy máu của nó. Tàn đời ngươi rồi. Sự trỗi dậy của mình và bé rồng. À, ngươi sợ bé rồng của ta chưa cưng. À, rồng mình cắn đá các thứ kìa. Cắn nó cưng. Xúc nó. Đúng rồi. Mình hồi phục cái đã. Cái da con này mạnh quá. Rồi mình chặt tiếp rồng của mình nào. Một chặt nè. Song kiếm hợp bích thì sao mà chịu nổi. Rồi, bắt rồng của mình lại cái. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm gỏi cái con rồng này ha. Đây, chủ yếu là lấy máu thôi. Ôi da, con nào nữa? Mấy con chim. Mấy con chim cà khịa này. Láo nháo hả? Được 2 lọ rồi. 3, 4, 5, 6. Yes, mình được 6 lọ máu rồng. Quá là thích luôn. Ủa cái gì đây? Mình nhặt được một giọt nước mắt. Giọt nước mắt của người ngoài hành tinh. Oh my god. Vậy là đây là đĩa bay à? Really? Oh, mình còn gặp được đĩa bay của người ngoài hành tinh nữa nè. Nè, người ngoài hành tinh nè. Quýnh người ngoài hành tinh luôn. Người trái đất chào người ngoài hành tinh nha. Bắn người ngoài hành tinh luôn nè. Ô, nhưng mà người ngoài hành tinh hơi nghèo nha. Ồ, người ngoài hành tinh chẳng còn cho mình thêm cái gì hết á. Có dấu gì ở đây không? Không luôn. Ui, tới trái đất chơi mà không có đem đồ gì hết. Về tới nhà rồi, nhưng mà để mình đậu rồng mình xuống cái đã. Rồi, nằm yên, ngồi yên nha.
đừng đi lung tung, giờ rồng mình bự á, đi lung tung là sập nhà thiệt á. Và sau khi đủ số lượng, ôi quên nha, mình phải cưỡi rồng mình qua bên cái chỗ luyện thép rồng chứ. Mình có sắt không? À mình chưa có sắt. Để mình lấy thêm 6 cái phôi sắt nữa. Đây, 1. Ui, nhiều thế. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng 6 phôi thôi. Để đổ chúng ta luyện ra 6 cái thép rồng á. Yeah, thích thiệt sự. Rồi, bữa nay chúng ta sẽ có thép rồng mà dùng ha. Đây, cho rồng đứng ở góc này. Mình sẽ qua cái lò luyện rồng và nhét máu rồng cũng như là sắt vào. Đó. Rồng chuẩn bị phun lửa nè. Ủa? Ơ cả. Ôi, em bị mắc đờm hả? Hay sao vậy? À, xa quá. Tưởng đâu rồng mình bị mắc đờm chứ. Đó, giờ thì đang luyện thép rồng nè. Cũng khá là mau thôi. Trong lúc này thì... Ê? Gần nhà mình có thương nhân. Ồ, thương nhân đổi đồ nhìn cũng xịn quá nè. Cái đồ này mình có thể dùng được nha. Eye of Guardian. Mình sẽ cần có 24 ngọc lục bảo để mua được đúng không? Ok luôn. Mình sẽ lấy 24 ngọc lục bảo ra. Để mình mua cái vật phẩm đó xài thử ha. Biết đâu nó lại hữu ích trong cái chuyến đi săn kho báu của mình sắp tới. Mua thử nào. Đây. Rồi. Nó chích được nè. Ghê nha. Nhưng mà thời gian hồi chiêu của nó hơi lâu nha. 20 giây lận. Wow, nó bắn ra cái tia giống như tia laser vậy á. Cũng ok. Rồi. Nãy giờ rồng luyện thép rồng tới đâu rồi? Ồ, được 2 phôi rồi. Quá tốt. 2 phôi là đủ để chúng ta làm được một cây kiếm rồi đó. Yay. Sau bao ngày cuối cùng thì chúng ta cũng có thép rồng và chế tạo ra kiếm rồng rồi. Tiệt cú mèo. Mình sẽ cần có một cái xương quy đờ á. Xương quy đờ, à mình vẫn còn nhiều. Không sao hết. Mình sẽ lấy một xương ra để chúng ta làm cây kiếm nhá. Đây một xương, 2 thép rồng. Vậy là chúng ta đã có được một thanh kiếm rồi. Tên tên. Cây kiếm này thì nó có sức tấn công cao hơn cả thanh kiếm Netherite Killer của mình cơ. Và đặc biệt hơn là nó còn có kèm theo hiệu ứng cháy nữa. Nên sẽ rất là tuyệt vời đó. Chắc bây giờ mình sẽ ưu tiên ép cho nó dòng... Dòng nào vậy nhờ? Mình thử cường hóa bình thường trước đi. Bây giờ nó đang có nhặt 2 nè. Liệu rằng nó có cho thêm dòng gì tốt hay không? Ui, nó cho dòng hại lời chân đốt. Ui không. Dòng này không tốt tí nào. Thôi, bỏ, làm lại. Nháp. Giờ mới thiệt nè. Poison Cloud. Đám mây độc hả? Thử coi. Wow, đám mây độc là sao ta? Tò mò ghê á. Rồi bây giờ thì nó có ép được sắc bén không nhờ? Mình có dân làng bán sách sắc bén á. Ở đâu ta có không nhờ? Ủa mình có dân làng bán sách sắc bén không ta? Ủa sao mình không có chút ký ức gì với dân làng hết nha. Chưa, để mình lấy ngọc lục bảo nè. Với một vài quyển sách mình mua để mình nâng cấp trước cái đã. Mình sẽ ép thử cái quyển... À, không thể thiếu là quyển Rush Down nha. Để tăng tốc độ chạy nè. Rồi quyển Legend. Rồi thêm quyển... quyển gì nữa nha? Chậm hỏng không? Ép thêm chậm hỏng á. Mặc dù cái kiếm này nó có rất là nhiều độ bền luôn. Nhưng mà mình vẫn muốn ép thêm chậm hỏng. Rồi ép cho nó thêm dòng nhạc luôn. Đây. Sức mạnh thì không cần. Rồi. Mình nhớ là mình có quyển sách sức... sắc bén mà ta. Nè, sắc bén nè. Thời tới rồi. Mình sẽ làm được một cây kiếm bá cháy bò chét luôn. Đây, sắc bén nha. Sắc bén 4 nè. Rồi nhặt 3. Thêm một chút chậm hỏng. Đồng thời cho thêm hút máu vào. Và cuối cùng là rush down để tăng tốc độ chạy.
nhức nách với cây kiếm này luôn. Ừ, mình nhớ là mình còn có cái quyển, còn có quyển nâng cấp cấp cao nữa cơ nè. Ờ, nhưng mà bắt buộc mình phải có sắc bén cấp độ, cấp độ 5 trước cái đã, mình mới nâng lên cấp độ 6 được. Thôi thì thôi, tạm thời thì mình dùng tạm cây sắc bén 4 đi ha. Xíu đi khám phá nhặt được sắc bén 4 nữa, mình sẽ nâng lên sắc bén 5 sao cũng không có muộn. Kế tiếp thì mình sẽ cần một cây ba sao mới. Cây ba sao cũ của mình nó muốn hư mất rồi. Mình phải đi mua thêm sách hiệu sức mình nâng cấp nó lên thôi. Hiệu suất 4 thì mình sẽ mua 2 quyển á, để cho nó lên hiệu suất 5. Rồi mình sẽ cần có thêm chậm hỏng ở đây nữa. Tiếc là cái cây ba sao không có ép được gia tài thôi. Ủa, sửa chữa thôi chứ ép được sửa chữa thì mình cũng ép cho nó rồi. Hơi ổn ha. Không sao, cây này dùng cũng rất là bền mà, thoải mái đi. Rồi, giờ thì dụng cụ và vũ khí của mình đều rất là mạnh rồi, không chần chờ gì nữa. À, mà quên, mình mạnh thì đồng đội của mình cũng phải mạnh á. Mình sẽ cho cây kiếm Netherite Killer cho đồng đội của mình. Đồng thời mình sẽ cho đồng đội của mình ăn burger luôn. Chúng ta có những cái bánh burger Crystalline nè. Cái này thì mình sẽ cho đồng đội mình ăn để tăng cấp lên, đúng không ta? Đó. Ồ, lên cấp rồi nè. Và được một điểm kỹ năng luôn. Mình sẽ ưu tiên máu cho đồng đội mình nha. Đó. Ơ, hết ăn được à? Ồ, hết ăn được à? Khi nào ăn được thì mình sẽ cho ăn tiếp á. Chắc tại đồng đội mình đang bị no á. Và để phục vụ vô cái công việc đi khám phá của mình nó tiện lợi hơn á, thì mình sẽ chế tạo những cái đăng này ha. Cái này thì nó sẽ giúp mình chứa đồ với số lượng stack giới hạn là 256 stack lận, khá là thoải mái luôn. Công thức của nó thì không quá khó nữa. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải học về đăng trước cái đã. Cái đăng đó nằm ở đâu nhờ? Đây. Cần có 9 cái ngôi sao kiến thức lận nha. Ok, 9 ngôi sao kiến thức. Rồi, học 9 cái ngôi sao kiến thức luôn. Vậy là bây giờ chúng ta đã có thể chế tạo được những cái đăng rồi. Đầu tiên là nó cần phải có cái thùng. Một cái thôi. Một hay hai nhờ. Mình lỡ làm hai cái rương sugar nên tôi làm hai cái luôn nha. Cuối cùng là chế tạo thành cái đăng đó thôi. Đây, nó cần có perfect wood to die này nè. Ui, lại làm thêm rồi. Mình sẽ làm 8 cái. Rồi, giờ là đủ rồi đó, dư sức để làm hai cái luôn. Yes, chúng ta đã có được hai cái đăng đầu tiên. Nhìn nó nhỏ nhỏ gì thôi nhưng mà nó chứa được nhiều lắm nha. Và cái này thì mình sẽ ưu tiên mình chứa mũi tên nè, để mình kiểu như là có thể bắn thoải mái á. Rồi lấy thêm thuốc nữa, thuốc hồi phục. Đây, mình sẽ lấy thật là nhiều luôn nhá. Mình cho vô hết luôn, cho hết vô cái đăng này. Đồ, nó chứa kìa, nó stack lại với nhau rất là tiện lợi nha. Bây giờ thì chúng ta đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ cần lấy đá kho báu. À, hôm qua mình còn có cái siêu nữa. Đây, cái siêu này nó có thử thách cho mình luôn nha. Ê, chần chờ gì nữa. Kết hợp viên đá kho báu với cái siêu này lại thì chúng ta sẽ có một cái siêu, có cái thử thách là Scavenger. Hơi hồi hộp nha. Không biết là cái thử thách này sẽ yêu cầu mình làm cái gì nữa nha. Nhưng mà cùng mình khám phá thử nha. Hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua một cách dễ dàng và mang thật là nhiều đồ về. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ đi đâu đây? Ồ, cái này là cho thêm sát thương nè, thêm quặng, nhưng mà có nhiều bẫy. Oh, giờ thì chúng ta đã mạnh hơn rồi mà. Ui, wow, mình biết rồi, cái dòng poison cloud là mình sẽ tạo ra những cái chỗ độc giống như vậy nè. Ê, cái kiếm mình hay nha. Được.
và mình sẽ không quên đi xuống dưới này để chúng ta lút đồ đâu. Rương đánh đổi 10 linh hồn luôn à? Được, sẵn tiện mình sẽ farm luôn ha. Mới căn phòng đầu tiên mà đã có rương thử thách rồi. Ê, quên lấy mũi tên nữa. Đây, mình sẽ lấy mũi tên ra để chúng ta dùng ha. Một cái totem mới cũng được. Thôi, đi qua căn phòng tiếp theo nè. Ê? Căn phòng tiếp theo là căn phòng thử thách à? Được, 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 được. Căn phòng này là căn phòng có đồ xịn đây. Mấy cái đây? Hai màu xanh, ba màu xanh biển nhạt, hai vàng, hai xanh lá cây và một hồng. Chẳng tiện kiếm thêm mấy cái mảnh pottery luôn nhá. À dạ, dạ, dạ. Nhưng mà có vẻ cái màu xanh hơi hiếm nhờ. Hồi nãy giờ mình chưa gặp bất kỳ một cái màu xanh nào luôn. Cục cuối cùng. Oh my god. Mất mấy phút ở trong căn phòng này. Trời đất ơi. Hơi phí thời gian rồi đó. Mong là đồ nó cho sẽ ok la nha. Rồi. Xong. Cái nút. Hết. Thành công rồi. Lút thôi. Ây da. Ây da. 12 trái tim, sắp càng ngày đổi càng nhiều vậy. Quá đáng lắm luôn. Ây da, ây da, ây da. Đi chỗ khác. Đi ra nha. Kinh kinh để đọt mạng của ta hay gì. Rồi, đỡ tiếp nè. Hơi căng. Còn 4 trái tim nữa. 1, 2, 3, 4. Rồi. Nãy giờ quên cho Eternal của mình ra trợ giúp mình nha. Để mình tập trung mình lấy những cái treasure pile này coi. Mình còn thiếu tới tận 3 cây cúp lận. Những cái cúp đào từ treasure pile có vẻ khá là hiếm á. Đây rồi, một cái nữa. Thêm một cái. Rồi, đủ luôn rồi. Giờ thì đi săn nhện nha, tập trung săn nhện. Cực kỳ thiếu nhện luôn. Đây rồi. Một cái găng nhện. Cố lên, một cái găng nữa thôi. Xin thêm một cái răng nữa nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái thử thách lần này rồi. Nhưng mà thời gian còn lại là tới tận 10 phút lận cơ. Chắc mình nên đi vài vòng để kiếm thêm đồ á. Ô mà có điều là... Ôi! Trời! Sao Eternal lại nhảy xuống nước? Ủa? Nhảy xuống dung nham để tắm vậy? Trời ơi, không sợ cái địch mạnh đâu. Chỉ sợ đồng đội thích tắm dung nham thôi. Rương boss. À, nào quên. Chút xíu nữa mình chạy lại cái góc đó nữa đó. Thói quen thôi. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu mở rương boss nha. Tiếp tục nào. Nhanh chóng thì cái chỗ này chắc sẽ lấp đầy những cái rương cho xem. Và rương boss lần này cho mình được một cây rìu, một cái áo và một cây kiếm luôn. Được nha. Có nên mở áo không nhỉ? Mình nghĩ là mình nên mở cái áo để chúng ta kiếm một cái áo mới để dùng á. Biết đâu lại có một áo tốt hơn thì sao? Cũng đúng. Rồi nha. Thử vận may nhá. Biết đâu bất ngờ. Mở luôn. Áo mới đi. Đừng có trùng nữa. Tôi chán những cái áo trùng rồi. Mới lạ. Trùng nữa rồi nè. Ô nhưng mà đợt này thì cái áo có chất lượng khá là tốt nha. Nó cộng cho mình tới 11 giáp lần. Ôi mà sao kỳ vậy? Sao nó yêu cầu cấp 200 mấy rồi? Ôi coi đó sai rồi. Giảm cấp được không? Trời ơi nó... Không cho mặt thì nói chứ đừng có làm vậy nha. Kỳ cục kẹo, nghĩ sao cái áo giáp mà nó kêu mình cấp 200 mấy. Hồi chừng nào mặc được? Cuối series hả? Được á, để cuối series mình mặc xong mình chào các bạn hợp lý luôn á. Không cho mặt thì nói đại đi chứ làm gì buồn lắm á.
Bực ơi, mình phải mở thêm vài cái áo nữa. Hơi bị cay cú rồi đó. Đợi mình xíu, mình còn dư khá là nhiều mảnh áo nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tại nó làm mình bực mình mới mở á, chứ không thôi là mình để dành một ngày đặc biệt mình mở hết rồi. Bữa nay cay quá rồi, mở luôn. Nóng. Hy vọng là ra những cái áo mới nha. Mà tốt tốt thì càng ok. Rồi. U, có một áo mới nè. Ý? Áo mới này thì cộng có 6 giáp thôi. Mặc vô coi. Ồ, mặc vô mình như hoàng gia vậy á. Ui, cái này mà đội thêm cái vương miện nữa. Đây, đội vô cái coi. Nhìn như hoàng gia thiệt sự ấy. Được nha. Còn mấy áo còn lại thì mình thấy chất lượng nó cũng không quá là vượt trội ha. Thôi thì chắc hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp cái áo mới này đi. Đầu tiên thì mình sẽ cần những cái Wutat Crystal nè, để mình lên cấp cho nó. Mình sẽ cần 2 viên thôi. Lên cấp nha. Sẽ được chất lượng gì đây? Cộng 1 Parry. Rồi, cộng thêm giáp hả? Ừ, cũng hay. Ok, giờ thì cũng tương đối rồi đó. Còn mấy cái giáp trùng các thứ thì sau này mình sẽ có việc dùng đến nó sao ha. Rồi nha. Ừ, tại vì càng ngày thì công thức nó càng quý hiếm á, nên mình phải chắc chiêu từng viên mới được. Mình sẽ làm thêm một cái bàn có công thức là như vậy. Nó sẽ giúp mình biết được nhiều những cái viên pha lê mà có chất lượng tốt hơn á. Chắc hôm nay mình sẽ tranh thủ mình làm nó luôn nha. Mình đủ công thức không? Ôi đủ luôn nè. Tuyệt vời. Vậy thì mình sẽ đặt nó cạnh cái chỗ làm viên pha lê luôn nha. Rồi mình sẽ cho viên pha lê của mình vô. Tiếp theo thì mình sẽ cần những cái mảnh catalyst. Những cái mảnh catalyst này mình có chứ. Không có thì mình chế luôn. Cái này thì chế được mà. Rồi nha, cho vào. Đó, khi mình cho vào thì mình sẽ biết được nè. À, như vậy thì trong ngày hôm nay mình và bé rồng đã cùng nhau luyện ra những cái thép rồng đầu tiên và sử dụng nó để chế tạo một cái thanh kiếm có thể nói là cực kỳ VIP trong thời điểm hiện tại luôn. Nó đã giúp mình chiến đấu với những con boss ở cấp cao khá là tốt ha. Ngoài ra trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ gán cày lên cấp 50 để có thể học được kỹ năng Treasure Hunter ha, thợ săn kho báu nè. Có kỹ năng này chắc mình mở rương sẽ toàn là đồ VIP rồi mà, mình nghĩ vậy. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.